Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tạng Thanh Văn, Kinh Tạp A Hàm, Quyển 1, Hán dịch Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La, Việt dịch Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích Tuệ Sĩ, nhà xuất bản Phương Đông. Tiểu dẫn số 99, Kinh Tạp A Hàm. Nguyên bản Hán dịch Tạp A Hàm hiện tại ấn hành trong Đại Chánh Tạng gồm 50 quyển, 1362 kinh. Tổng số kinh theo sự biên tập của Đại sư Ấn Thuận, Tạp A Hàm hội biên có tất cả 13.412. Tổng số ghi theo Quốc dịch Nhất Thiết Kinh Nhật Bản có đến 13.443. Có sự sai biệt số kinh này là do có rất nhiều kinh trùng lập. Những kinh này trong bản Hán dịch chỉ ghi tóm tắt mà không tách phân thành các kinh riêng biệt. Tùy theo cách phân tích nội dung được tóm tắt này mà số kinh tăng giảm bất đồng. Trong ấn bản Đại Chánh, từ quyển 1 đến quyển 3, cuối mỗi nhóm kinh, hoặc 8 kinh, hoặc 10 kinh, có một bài kệ gọi là Nhiếp Tụng, tức kệ tóm tắt nội dung, và cũng được coi là đề kinh của các kinh trước đó. Nhưng từ quyển 4 về sau, các nhiếp tụng không xuất hiện đều đặn. Ngay đầu quyển 16, có ghi khoa mục của kinh như sau: Tạp Nhân Tụng Đệ Tam Phẩm Chi Tứ, bắt đầu với kinh số 407, có nghĩa là đoạn thứ tư của phẩm thứ ba thuộc Tạp Nhân Tụng. Trong biên tập của Ấn Thuận, Tụng 3, Tạp Nhân 4, Tương Ưng Đế gồm các kinh trong bản Đại Chánh từ kinh 379 đến kinh 443, phần cuối quyển 15 và phần đầu quyển 16. Trong Quốc dịch, đây là Tụng 3, Nhân Duyên 2, Tương Ưng Tứ Đế, phẩm 2, kinh số Đại Chánh 407 đến 443, phần đầu quyển 16. Đầu quyển 17 ghi Tạp Nhân Tụng Đệ Tam Phẩm Chi Ngũ, tức phần 5, phẩm thứ 3 của Tạp Nhân Tụng. Tiếp theo quyển 16 gồm các kinh 456 đến 489. Trong biên tập của Ấn Thuận, đây là Tụng 3, 5, Tương Ưng Giới gồm các kinh Đại Chánh 444 đến 465, phần sau quyển 16 và phần đầu quyển 17. Quốc dịch: Tụng 3, Nhân Duyên 3, Tương Ưng Giới, phẩm 1 và 2, số kinh như hội biên của Ấn Thuận. Nơi quyển 23, kinh số 604 kể Nhân Duyên A Dục Dương được xem là tương đương với A Dục Dương Truyện Đại 50, số 2043, và A Dục Dương Kinh Đại 50, số 2042. Quyển 25, kinh số 640, trong đó Phật Quyền Ký về thời kỳ Mạt Pháp. Cũng trong quyển 25, kinh số 641 có ghi tiêu đề A Dục Dương Thí Bán A Ma Lạc Quả Nhân Duyên Kinh. Rõ ràng đây là ba bản kinh phụ hội, không thuộc Tạp A Hàm. Theo Lương Tăng Hữu, Xuất Tam Tạng Ký Tập quyển 2, Cầu Na Bạc Đà La, dịch giả của Tạp A Hàm, cũng có dịch một bản kinh có tiêu đề là Vô Ưu Dương Kinh.
nhưng được biết kinh đã thất truyền trong thời Tăng Hựu. Có thể người sau chép nhân cùng dịch giả, nên chép chung luôn với tạp A Hàm. Người sau không phân biệt, cho rằng kinh thuộc A Hàm. Trong tạp A Hàm Hội Biên, Ấn Thuận loại bỏ ba bản kinh này ra ngoài tạp A Hàm. Quốc Dịch xếp chúng vào hai quyển cuối cùng. Tóm lại, nếu loại trừ ba kinh số 604, 640, 641 được chép trong hai quyển 23 và 25, số quyển của bản Hán Dịch tạp A Hàm chỉ còn lại là 48 quyển thay vì 50 quyển, tổng số 1350 thay vì 1362. Trong bản Việt Dịch, ngoại trừ ba kinh phụ hội, tổng số kinh là 1360. Vì thế, số 1017 mà trong bản Hán có kinh văn nhưng không đánh số. Mặt khác, theo như bản Hán lưu hành hiện tại mà khoa mục không hoàn bị, chúng ta có thể biết trong hình thức nguyên thủy, tạp A Hàm có phân khoa mục thành các tụng và các tương ưng như Samyutta Nikaya hiện lưu hành. Do sự sao chép lưu truyền nên chương mục của kinh bị xáo trộn. Nay trong bản Dịch Việt, cơ bản dựa trên khoa mục bị đứt đoạn của kinh. Tham khảo thêm các bản dịch và sang định như Quốc Dịch Nhật Bản, Phật Quang Đại Tạng Đài Loan và tạp A Hàm Hội Biên của Ấn Thuận. Toàn bộ kinh gồm 8 tụng, 47 tương ưng. Con số này tương đối phù hợp với Samyutta Nikaya. Theo đó, có 5 Vagga gồm 56 Samyutta. Mỗi tương ưng được chia thành nhiều phẩm, mỗi phẩm trung bình trên dưới 10 kinh. Phân chia này chỉ xuất hiện trong bản Hán từ quyển 1 cho đến quyển 4. Sau đó, không còn thấy thường xuyên nữa. Quốc Dịch vẫn tiếp tục phân thành phẩm cho toàn bộ tạp A Hàm. Sự phân phẩm này xét ra phần lớn tùy tiện chứ không có cơ sở nguyên thủy của kinh. Hội Biên của Ấn Thuận bỏ không chia phẩm. Bản Dịch Việt cũng không phân thành phẩm. Như vậy có thể thấy, trong bản dịch nguyên thủy có sự phân khoa mục các kinh, nhưng do sự sao chép lưu truyền mà các khoa mục này dần dần bị rơi mất. Nguyên hình của bản dịch như vậy cho thấy tương đồng với khoa mục được lưu hành theo Pali Samyutta, nghĩa là các truyền bản Pali và Sanskrit đều có chung một bản gốc nguyên thủy. Khi biên tập và phiên dịch, Ấn Thuận và Quốc Dịch đều có chỉnh lý lại một lục căn cứ theo các nhiếp tụng hoặc nội dung đối chiếu theo Samyutta Pali, rồi theo đó tổ chức lại hình thức văn bản theo khoa mục thứ tự mạch lạc. Nhưng cũng có sự bất đồng giữa hai bản này. Bản Dịch Việt cũng đã có chỉnh lý lại khoa mục cho hợp lý, dung hội các bản Quốc Dịch, Phật Quang và Hội Biên, nhưng vẫn cố gắng theo thứ tự của Đại Chánh để những vị nghiên cứu khi cần tham chiếu nguyên bản Hán Dịch sẽ dò tìm dễ dàng hơn. Kết quả của công việc chỉnh lý này là hai bản mục lục đối chiếu Việt Đại Chánh và Đại Chánh Việt được trình bày ở tổng mục lục sách này. Cũng cần nêu ở đây hai bản mục lục chỉnh lý theo tạp A Hàm Hội Biên của Ấn Thuận và Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh để tiện việc tham khảo. Khi cần đọc các kinh theo từng khoa mục gọi là tương ưng, tương đương với các Samyutta của Pali. Hai bản mục lục chỉnh lý này được trình bày sau đây. Ngoài ra, những khác biệt trong các truyền bản của Hán Dịch, thứ tự khoa mục và số quyển của Đại Chánh đều được ghi ở phần cước chú, để các vị cần nghiên cứu sẽ dễ dàng tham khảo các tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, một ấn bản riêng biệt với khoa mục đã được chỉnh lý cũng rất cần thiết, nhưng đó là công trình khác. Quảng Hương Già Lam.
mùa An Cư, Phật lịch 2546, Tuệ Sĩ. Tụng 1, năm uẩn. 1, tương ưng năm uẩn. Kinh số 1, vô thường. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: các ngươi hãy quán sát sắc vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được nói là tâm giải thoát. Cũng vậy, các ngươi hãy quán sát thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được nói là tâm giải thoát. Như vậy tỳ kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát này thì có thể tự chứng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Cũng như quán sát vô thường, quán sát khổ không, phi ngã cũng vậy. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2, chánh tư duy. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sắc, các ngươi hãy tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như thật, sắc là vô thường. Vì sao vậy? Tỳ kheo, đối với sắc mà tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như thật, sắc là vô thường, thì đối với sắc, dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải thoát. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, các ngươi hãy tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như thật, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vì sao vậy? Tỳ kheo, đối với thức mà tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như thật, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, thì đối với thọ, tưởng, hành, thức, dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải thoát. Như vậy, tỳ kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát này thì có thể tự chứng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Cũng như tư duy chân chánh về vô thường, khổ, không, phi ngã cũng như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3, vô tri 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não. Này các tỳ kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục thì có thể đoạn trừ khổ não. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục thì có thể đoạn trừ khổ não. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4, vô tri 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, tâm không giải thoát
thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ không thể nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Tỳ kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Này các tỳ kheo, người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Bây giờ các tỳ kheo, sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5, Vô Tri 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ai đối với sắc mà yêu thích thì đối với khổ cũng yêu thích, đối với khổ mà yêu thích thì đối với khổ sẽ không được giải thoát, không rõ, không ly dục. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà yêu thích thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích khổ thì đối với khổ không được giải thoát. Này các tỳ kheo, ai đối với sắc không yêu thích thì đối với khổ cũng không thích. Ai đối với khổ không thích thì đối với khổ sẽ được giải thoát. Cũng vậy, ai đối với thọ tưởng hành thức không yêu thích thì đối với khổ cũng không thích. Ai đối với khổ không thích thì đối với khổ sẽ được giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với sắc không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát. Ai không giải thoát tâm tham thì sẽ không thể đoạn trừ được khổ não. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, ai không biết, không rõ, không ly dục, tâm không giải thoát, tham tâm không giải thoát thì sẽ không đoạn trừ được khổ não. Đối với sắc, nếu người nào biết rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát thì sẽ có thể đoạn trừ được khổ não. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, nếu biết, lìa tham dục, tâm giải thoát thì có thể đoạn trừ khổ não. Bây giờ các tỳ kheo, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6, Vô Tri 5. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sắc không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, nếu không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Này các tỳ kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát thì có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh già bệnh chết. Bây giờ các tỳ kheo, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7, Hỷ Lạc Sắc. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ai yêu thích sắc thì cũng yêu thích khổ, ai yêu thích khổ thì đối với khổ không được giải thoát. Cũng vậy, ai yêu thích thọ tưởng hành thức thì cũng yêu thích khổ, ai yêu thích khổ thì đối với khổ không được giải thoát. Này các tỳ kheo, ai không yêu thích sắc thì sẽ không thích khổ, ai không yêu thích khổ thì đối với khổ sẽ được giải thoát. Cũng vậy, ai không yêu thích thọ tưởng hành thức thì sẽ không thích khổ, ai không thích khổ thì đối với khổ sẽ được giải thoát. Bây giờ các
Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: vô thường và khổ không, phi ngã chánh tư duy, có bốn kinh vô tri, cùng hỷ lạc nơi sắc. Kinh số 8: quá khứ vô thường. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc quá khứ, vị lai là vô thường, huống chi là sắc hiện tại. Thánh đệ tử hãy quán sát như vậy: không hồi tưởng sắc quá khứ, không tìm cầu sắc vị lai, đối với sắc hiện tại thì nên nhàm tởm, ly dục, hướng thẳng đến diệt tận. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức quá khứ, vị lai là vô thường, huống chi là thọ tưởng hành thức hiện tại. Thánh đệ tử hãy quán sát như vậy: không hồi tưởng thức quá khứ, không mong cầu thức vị lai, và đối với thức hiện tại thì nên nhàm tởm, ly dục, hướng thẳng đến diệt tận. Vô thường, khổ, không, phi ngã cũng lại như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9: yểm ly. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc là vô thường, vô thường tức là khổ, khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là vô thường, vô thường tức là khổ, khổ tức chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Thánh đệ tử quán sát như vậy thì sẽ nhàm tởm sắc thọ tưởng hành thức. Do nhàm tởm nên không ham muốn, vì không ham muốn nên được giải thoát. Đối với giải thoát, trí chân thật phát sanh, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10: giải thoát. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc là vô thường tức là khổ, khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là vô thường, vô thường tức là khổ, khổ tức chẳng phải ta. Chẳng phải ta tức chẳng phải sở hữu của ta. Quán như vậy gọi là chân thật chánh quán. Thánh đệ tử quán sát như vậy, giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ tưởng hành thức. Ta nói, đó cũng là sự giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11: nhân duyên một. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc là vô thường, nhân và duyên sanh ra các sắc, chúng cũng vô thường. Vậy các sắc được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là vô thường, nhân và các duyên sanh ra các thức, chúng cũng vô thường. Vậy các thức được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? Như vậy các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái gì là vô thường
thì cái đó là khổ. Cái gì khổ thì chúng chẳng phải ta, cái gì chẳng phải ta thì không phải là sở hữu của ta. Thánh đệ tử quán sát như vậy, nhàm tởm sắc, nhàm tởm thọ tưởng hành thức. Do nhàm tởm nên không thích, vì không thích nên giải thoát, và có tri kiến về giải thoát. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Nhân duyên 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc là vô thường, nhân và duyên sanh ra các sắc, chúng cũng vô thường. Vậy các sắc được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Vậy các thức được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? Như vậy các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì khổ thì chúng chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì không phải là sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Thánh đệ tử quán sát như vậy thì sẽ giải thoát được sắc, giải thoát được thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói đó cũng là giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 13. Dị 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu chúng sanh nào không nếm vị ngọt của sắc thì sẽ không nhiễm đắm sắc. Vì chúng sanh nếm vị ngọt của sắc cho nên bị đắm trước. Cũng vậy, chúng sanh nào không nếm vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức thì chúng sanh ấy không bị đắm nhiễm thức. Vì chúng sanh nếm vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức cho nên chúng sanh ấy bị nhiễm trước vào thức. Này các tỳ kheo, nếu sắc đối với chúng sanh không phải là sự tai hại thì chúng sanh ấy không nên nhàm chán sắc. Vì sắc là mối hại của chúng sanh cho nên những chúng sanh ấy nhàm chán sắc. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức nếu không phải là mối hại thì chúng sanh ấy không nên nhàm chán thức. Vì thọ, tưởng, hành, thức là mối hại của chúng sanh cho nên những chúng sanh ấy nhàm chán thức. Này các tỳ kheo, nếu sắc đối với chúng sanh mà không có sự xuất ly thì những chúng sanh ấy không nên thoát ly sắc. Vì sắc đối với chúng sanh có sự xuất ly cho nên những chúng sanh ấy thoát ly sắc. Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức đối với chúng sanh không có sự xuất ly thì những chúng sanh ấy không thể thoát ly thức. Vì thọ, tưởng, hành, thức đối với chúng sanh có sự xuất ly cho nên những chúng sanh ấy thoát ly thức. Này các tỳ kheo, nếu ta đối với năm thủ uẩn này mà không biết một cách như thật, vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì ta ở giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người đã không thể tự chứng, không được thoát, không vượt ra, không xa lìa, vĩnh viễn an trú trong sự điên đảo, cũng không thể tự mình chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, vì ta đã biết năm thủ uẩn này một cách như thật rằng vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, nên ta ở giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người đã có thể tự chứng, đã thoát, đã vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự điên đảo. Cũng có thể tự mình chứng đắc
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.